Liên quan đến đề xuất di rời tuyến đường sắt và ga Hà Nội ra khỏi nội đô, thì lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng không thể di chuyển đường sắt quốc gia ra ngoài trung tâm, trong khi nhu cầu đi lại của người dân rất lớn. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, một đoàn tàu có thể chuyên chở được từ 700 đến 1.000 hành khách. Thay vì vận chuyển như hiện nay, thì vài trăm phương tiện khác đi vào sẽ vẫn gây áp lực lên giao thông nội đô. Nếu đường sắt không ở trung tâm, thì phương tiện từ trung tâm vận chuyển hành khách ra ngoại thành sẽ tăng lên đáng kể. Do vậy, phải xem xét kỹ việc di chuyển đường sắt ra ngoại thành. Ngoài ra, đề cập đến thông tin đường sắt ở Hà Nội hiện nay gây ách tắc giao thông, theo ông Minh, giao cắt xung đột đồng mức giữa đường sắt và đường bộ cũng rất phổ biến ở các nước châu Âu như Áo, Đức. Thậm chí ở Áo, đường sắt đô thị có đoạn còn đi trên mặt đường song song với đường bộ để hạn chế các giao cắt đồng mức, giảm ách tắc giao thông. Tổng công ty đường sắt đưa ra giải pháp có thể nghiên cứu phương án cho đường sắt đi ngầm hoặc đi trên cao, chứ không thể di chuyển đường sắt quốc gia ra ngoài trung tâm, trong khi nhu cầu đi lại của người dân lại rất lớn.